Sáng nay, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức chương trình Giọt nước nghĩa tình tại xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nhằm góp thêm sức lực chăm lo cho đời sống của bà con địa phương, cung cấp nhu yếu phẩm và đặc biệt là nguồn nước sạch, giúp bà con khắc phục cải thiện sinh hoạt thường ngày trong điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn hiện nay. Quý vị, đây là những hình ảnh quen thuộc có thể bắt gặp được tại các tỉnh miền Tây trong đợt khô hạn và xâm nhập mặn lần này. Hàng ngày thì những người dân tại đây đều lấy những canh nước 20 đến 30 lít đến các điểm lấy nước công cộng và lấy nước về để sinh hoạt trong gia đình. Cách điểm lấy nước công cộng của xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang hơn 1 km. Mỗi buổi sáng từ hơn một tháng nay, chị Bùi Thị Diệu đều chạy xe máy mang theo những chiếc can để hứng nước về sử dụng cho 6 người trong gia đình mình. Số nước quý giá này chỉ vừa đủ dùng trong việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày trong gia đình, chứ chưa nói đến dùng vào sản xuất. Giờ cũng không dám nuôi cái gì đâu, nước nó mặn quá, mặn luôn, chị không nổi. Chị ở trong cạnh nước mặn, trong thì nuôi tôm với nuôi cua. Mà giờ con cua nó sống mà nó còn chịu không nổi. Cây trồng ở nhà giờ không có nước xài mà giờ tưới nước gì nữa mà tưới. Với chị Kim Thị Phương, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào những điểm lấy nước công cộng như thế này. Đây chính là cứu tinh giúp cứu khát cho gia đình chị khi không còn nguồn nước nào khác để sử dụng. Nước giờ như là như vàng gì đó, quý á, chứ quý như vàng vậy á. Giờ không có nước sao dân xài. Trời ơi, hồi trước á không có nước tên này còn nước ao, còn giờ khô trơn rồi đâu còn nước đâu xài. Tình trạng xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các huyện ven biển tỉnh Tiền Giang nói riêng đã gây ra nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt và sản xuất của bà con. Chính quyền địa phương bước đầu cũng đã có một số giải pháp hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng này. Đối với nước sinh hoạt thì ủy ban xã cũng kiến nghị ủy ban dân huyện cũng như là ngành nước đã mở được là 9 cái giò nước công cộng trải khắp các địa bàn, các ấp thiếu nước để phục vụ cho người dân. Ngoài ra thì xã cũng bố trí là trên dưới là 11 cái bồn chứa nước để mà trữ nước. Cái thứ ba nữa là cũng là phối hợp với các cái đoàn hỗ trợ nước trong và ngoài địa bàn để mà trung chuyển tiếp nước cho người dân. Tại chương trình Giọt nước nghĩa tình do Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức, 10 xe bồn chứa 200.000 lít nước đã được đưa xuống các điểm lấy nước công cộng, góp phần giải khát trước mắt cho nhân dân các xã Kiển Phước, Tân Phước, Gia Thuận thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng cùng với các mạnh thường quân, cùng với các đơn vị cũng đóng góp để trao nước sạch cũng như là nhu yếu phẩm đến bà con, giúp bà con vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Dịp này, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cũng đã trao 100 phần quà nhu yếu phẩm trị giá 25 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kiển Phước.